Anh Hi Ha ơi, em có fan ad, làm cách nào để tặng cho anh bây giờ? Ok em, hiện tại anh có một nhóm Facebook mang tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hi Ha và Jimmy. Em hãy gõ nó vào thanh tìm kiếm trên Facebook, sau đó nhấn vào trả lời câu hỏi nè. Nhớ là phải trả lời câu hỏi đó nha. Sau đó đợi khi anh Việt là em có thể gửi fan ad cho anh nè, hoặc là có thể chế anh Diềm, hay là em có thể đăng bất cứ thứ gì về Hi Ha và Jimmy là được nha. Nên nhớ Hi Ha và Jimmy thôi đó. À, các bạn cũng cùng nhau tham gia nhóm Facebook của tôi để giao lưu với nhau nhé. Sao lại không nhỉ? Na 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 na. Hi Ha ơi, tôi qua tìm ông nè. Hi Ha ơi, tôi qua tìm ông nè. Ông có ở nhà không? Mày nè, mày nè, mày nè. Trời, cái gì vậy? Ai 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 ai? Vậy? Hey nhau. Hey nhau. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn hè. Ok, chị, hôm nay mình quyết định là mình sẽ rủ Hi Ha Chobi vô trái tim của cô Tuxi. Tại vì quá nhiều bạn fan yêu cầu mình mà nhắn tin mình đó. Hôm nay là kênh của tôi mà ở đâu ra bà vô bà chào như đúng rồi vậy. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình là Hi Ha đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video Minecraft của mình. Nhưng mà trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình nút like, share để ủng hộ video của mình. Và đừng quên qua đăng ký kênh Hi Ha Shop và Hi Ha và Jimmy nha. Cảm ơn các bạn. Kênh tôi nữa. Kênh Jimmy nữa các bạn ơi. Hãy giúp Jimmy lên 1.500.000 sub đúng không? Đúng rồi. Ok, được rồi. Bây giờ đi. Ngày hôm nay bà bây muốn giờ tôi. Vậy là ngày hôm nay bà muốn chui vô tim cô Tuxi đúng không? Đúng, đương nhiên là tôi rất là muốn rồi. Hôm nay tôi còn chuẩn bị một giỏ quà để qua nhà của cô Tuxi nữa. Ok, vậy đem giỏ quà đó tẩm thuốc mê vô đi. Giờ chúng ta đi thôi. Đây thôi. Đờ 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 đờ. Này con taxi nó đi chơi cái thằng taxi, còn hứa ghi nó đi kiếm người yêu rồi. Sao? Wow. Trời đất ơi. Hôm nay con tới đây để tặng cho cô. Đúng rồi, tụi con áo. Đem quà qua để biếu nè cô ơi. Một vỏ táo luôn. Áo, áo, trời ơi, cô một thích con táo nè. Một củ mà. Rau củ, rau củ. Một hũ rau củ. Thôi cô ăn thử vậy? Cái quả táo này đi, để con lấy ra cho cô ra rồi. Lấy trái táo ra cho cô ăn thử nha. Táo hả? Đúng rồi, cáo trong đây con mà cáo tươi, táo tươi luôn nè con. Đây 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 đây. Hai quả luôn đó cô, con ăn thử rồi, ăn thử rồi coi táo con tươi cỡ nào cô. Rồi sao ba đi em á? Ngon sao ba đi? Ăn nữa cô, ăn nữa đi cô. Ăn nữa ăn nữa chắc chưa ngắm. Trời trời trời, cô nuốt đi. Sao táo này nó bị sao sao cô? Đâu cô, trời cáo này phê phê. Ngon 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 ngon. Đúng rồi đó cô. Xong rồi, bây giờ thì vô thôi. Let's go, let's go. Tôi vô chuyến nhà Jimmy, bye bye. À đồ. Cho. Trời ơi. Hello cô Tuxi. Trái tim tôi luôn nhỉ. Trời ơi, tụi con là nhà hám hiểm trái tim đó cô Tuxi à. Tại tụi con thiểu em về hất ghi để sau này tụi con còn biết làm tiểu sử nữa. Đúng rồi. Được này cô thích nè. Ôi, trời vô đây trái tim đừng vô kiếm bậy bạ nha. Trời ơi, cô yên tâm đi. Mà trái tim của cô có bậy bạ thì tụi con cũng sẽ thấy được bậy bạ đó cô à. Cái gì vậy? Ai biết được, ai biết được cô ơi. Ủa cô ơi. Nhá, trái tim này là yêu thích đúng không cô? Yêu thích cho con. Đâu, vô nha. Ủa sao trái tim yêu thích cho cô mà nhìn nó đen tối vậy cô? Nó tím vậy cô? Dạ, con yêu thích những điều đen tối đúng không cô? Trời coi. Ồ, trái tim. Tính của bà có tì à, yêu thích tì à. Chị cô thích con hả cô? Trời ơi, con không có lấy máy bay nha cô. Ai cần con đâu. Gì vậy? Vậy? No. Cực, đúng rồi, cô cực kỳ thích gọi là siêu tầm nơ luôn. Ủa vậy sao trên cái đầu của cô không có cái nơ nào hết vậy cô? Mày nhỏ cô thích thôi chứ giờ cô lớn rồi. Cái nơ nhìn kỳ quá à, chỉ châu quá à. Nhưng mà vẫn siêu tầm. Đúng rồi, siêu tầm là niềm đam mê mà còn chỉ. Vậy là các bạn cũng đã biết được một điều là cô Tuxi rất là thích nơ nha mọi người. Đúng rồi. Tuxi rất là thích nơ. Ủa sao cô không xài nơ Việt Nam mà cô xài nơ gì kỳ nước Anh vậy cô? Cô thích xài đủ loại con Việt Nam, Campuchia gì. Ủa cô ơi. Trời ơi. Cái nơ này bự vậy sao gắn vô cái đầu cô vừa? Cái nơ này đâu bự, không lồ dữ trời. Ủa cô, còn cái này là cái mắt kiến hả cô? Trời ơi, Jimmy. Quả này cô cái nơ này bánh bèo lắm nè. Đâu. Cái nơ này nhỏ cô thích lắm nè. Nhưng mà giờ cô thích ơi, lắm. Con xin thái cô nhưng mà nó sến quá cô ơi. Ừ nó sến mà nó bánh bèo lắm luôn á cô. Ôi trời ơi. Có bạn con gái nào mà xem video của mình có thích sạc cài nơ hay là cột tóc bằng nơ không? Hãy comment ở bên dưới nha. Thì mày có thích không? Tiếp này mấy đứa ơi. Nơ hả?
à. Ừ, tôi thích nhưng mà tôi thích gắn mấy cái nơ vô mấy cái đôi dài hồi Lolita thôi à. Trời ơi. Lolita là gì? À, hai đi mấy cái gì vậy? Không nơ hoài. Cô nuôi trai trẻ hả cô? Trời ơi. Trời ơi, sao muối trời đất ơi. Trời ơi, cô lớn tuổi cô có con rồi cô ơi. Trời ơi, cái này cô đam mê trai sáu muối con ơi. Trời ơi, đam mê luôn hả? Trai sáu muối mà đam mê luôn. Con đưa cho nhà báo với tất cả các bạn fan mà thấy là mấy bạn sẽ biết bà già lái máy bay. Xin chào cô đứng sau nè. Không có lái máy bay, cô chỉ thích thôi, thích ngắm thôi. Con không có lái máy bay, con là máy bay nha con. Trời ơi, trời ơi, cái gì mà trai sáu muối không vậy trời. Mà nhìn đẹp không hả? Trời ơi, đã vậy còn có tài giỡn hoài con sáu muối à. Sáu muối vừa sáu muối đó cô, giỡn hoài. Con thấy cô mới là người sáu muối vào một cục. Ở da của cô không có sáu muối vào một cục nha cô. Ok, ok, cô biết rồi. Trời ơi, cái này có Hero Pride sáu muối rồi trời. Trời ơi, nhìn cái body kìa. Trời, cái body của mấy anh này gì đâu. Mà lẽ anh trai sáu muối là đứng nói hoài à, thiệt chứ. Đi qua đây coi thử coi. Ủa coi tới cái gì màu trắng gì trời. Trái tim của cô có cái gì tiếp theo màu trắng vậy. Boom. Oh, cô biết ngay mà những hookie hiện tại thích là những người bạn già lắm. Oh, thích bay. Trời, cô cực kỳ thương ông này luôn á. Đúng rồi, có hai cái lượng. Cô thương nhất là ông Phong Ghi đúng không? À, cô vậy con gái nữa tính cách của mấy người này cho tụi con nghe sơ sơ coi. Nhớ là bạn thân của cô. Trời ơi, Phát Ghi nè, nhà giàu lắm tiền, lúc nào cũng xài tiền ra giải quyết vấn đề đó. Ủa, ta đang chưa kể tính cách mà. Chưa kể tính cách mà, tôi nghĩ không kể gia phả gì trời. À, tính cách á, Phát Ghi ông già, ông đù. Ông già, ông đù. Ừ, ông già, ông đù, lúc nào cũng nhiều tiền. Còn chị, còn bà này, bà Tippy ha. Trời ơi, bà không giữ bao nhiêu bà chằn vậy á. Nào gặp bà cũng cạp, bà nhóm người cũng cạp đầu tôi luôn vậy. Ủa sao vậy cô vậy? Chắc cô sống xài gì với cô Tippy đúng không cô? Ai sống xài đâu, bà sống xài với cô đó. Kêu lơ. Hả? Kêu lơ ha. Này mất dạy lắm, thôi kệ, thôi kệ. Trời sao kêu lơ lại mất dạy, cô nói kỳ vậy. Ừ, con thấy chú kêu lơ dễ thương gần chết mà cô bả là mất dạy. Con đúng không rồi. Hiểu cô luôn. Vậy là mấy đứa chưa biết rồi. Không hiểu. Vậy là mấy đứa chưa biết rồi mà thôi kệ đi, đi tiếp đi. Mà chịu quá nha, không biết mà anh bảo chưa biết hoài à. Mấy cái vụ này của hookie hiện tại cũng có nhiều thứ mình chưa hiểu lắm các bạn ơi. Trời ơi, thẳng luôn, tôi biết tránh trọng là luôn rồi, cái xì lít xì. Giỡn hoài hi ha cho bi. Đúng rồi Jimmy ơi. Cái chi con gái mà trời đánh của ta. Con trời gái. Ta nói thiệt luôn, ta ghét con nhỏ này lắm nhưng mà thôi, nó là con gái ta, ta cũng phải thương thôi. Trời ơi. Con thấy mặc dù giống cô quá trời luôn. Giống cô nhưng mà không gì giống gì, nó chỉ được cái màu hồng giống ta thôi, có gì đâu. Còn cô màu hồng đâu, hồng đậm mấy bà luôn như màu tím vậy cô. Dạ đúng rồi đó cô, như tím liêm tím liêm đó, liêm liêm luôn. Đúng rồi. Dạ, hai màu cũng vậy, chen nhau có heo. Gần giống nè, thấy chưa? Gì vậy? Nó chỉ được cái đó thôi, chứ cô đẹp hơn, cô đẹp gái hơn nó. Dạ, cô thấy chị Kissy đẹp gái hơn mà. Ừ, nhìn cô già quá. Ê. Ê. À, đi mình qua căn phòng khác đi. Không biết căn phòng tiếp theo là gì đây. Chỉ có thể là ăn hấp gây thôi. Trời chắc chắn luôn, chuẩn bị nè, màu hồng nè, chuẩn bị qua màu xanh nè. Đó, chưa biết ngay mà. Nha giống như kiểu mà thích đi ai cho bi với Jimmy thì gì vậy. Ôi ôi, sao hình bên này. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Trời sao bên đây hình hút si mà sao nhiều hình cung teo quá vậy. Còn hình bên kia là sao nhìn Kissy nhìn. Trời ơi, Huggy là con trai cưng nhất của cô, nó dễ thương gần chết luôn mà. Có điều nó hơi é thôi. Nhưng mà được cái là cô sẽ Huggy nhõng nhẽo với cô. Còn chị cái xe không có nhõng nhẽo mà cô hất ăn Huggy. Trời ơi, cô người ta dễ thương gần chết trong chỉa. Trời ơi, cái gì đâu mà Huggy, Huggy mà để hình cu te còn cái xe. Vậy là cô thương trọng nam khinh nữ rồi. Ai trọng nam khinh nữ đâu mày. Thương có thương đồng đều chứ đúng không Jimmy? Đúng rồi, cô phải thương đồng đều với cô Hương. Vậy là trọng nam khinh nữ là cô tự khinh cô luôn. Ờ, thôi, đi thôi. Cái gì nói luôn rồi. Trời, gì đó thôi chứ đợi gì nữa. Chưa đâu, con muốn tham quan cái nỗi sợ cái đây. Sợ đừng đi vô đó, đừng đi vô đó, đi vô đó. Vô. Mấy đứa này. Ô, cái gì? Ủa, nỗi sợ gì đây? Nó sợ này là nỗi sợ gì vậy cô? Này là cô sợ hết đi quất đi bị thương, tại vì thằng này dễ bị ăn hiếp lắm. Nó đâu mạnh mẽ nhưng con Kissy đâu, nên bởi vậy là sợ nó bị thương rồi bị ăn hiếp rồi bị bỏ cô đơn nè, bởi vậy tao mới thương nó đó. Trời đúng là tình mẹ bao la. Như tiền là như biển tai bình. Cô biết tại sao mà Kissy mạnh mẽ hơn không? Trời ơi, thì hồi nhỏ nó sinh ra nó mạnh cái gen của mẹ nó. Không phải đâu, không phải đâu.
Chính là cô không thương Kixi nên Kixi phải ra đời nhiều. Kixi càng ngày càng mạnh mẽ khỏi vỏ bọc của cô đó. Còn Huggy yếu đuối vậy là do vỏ bọc của cô. Cô bao bọc nhiều quá đó. Đúng rồi đó, cô bọc quá trời bọc luôn, cô bọc chục lớp luôn. Trời gì hết, chắc con do vậy rồi nhưng mà cũng mới thương hai đứa nó như đồng đều vậy. Ờ đồng đều ghê, ừ đồng đều ghê các bạn nhỉ. Đồng đều chắc ghê. Chắc là nào, chắc hai đứa nó vô trong nữa. À, cái gì vậy? Ủa sao cái phòng này vô nước. Không dám vô. Bà lóc. Tôi nghe tiếng lava trong đó rồi nè Jimmy ơi. Ây, sợ quá mau dập giúp Lucy đi. Biết ngay mà. Dạ chứ con sợ nóng lắm mấy đứa ơi. À cô giống con đó, thì con thích lạnh nè chứ con không thích nóng đâu. Thà lạnh thì con chịu được chứ nóng là con không chịu được. Trời. Không hiểu sao có mấy người sống chứ nóng được hay thiệt mấy đứa. Rồi Jimmy ơi, bây giờ mình lắp cái này trên luôn Jimmy. À. Ok. Tụi con là một phát mà mát ơi là mát luôn đây. Đó, cô đây tụi con tốt không? Tốt lắm luôn nha. Mấy đứa là tốt nhất rồi. Vậy mà không có cái gì trong tim hết cả. Buồn thật sự. Buồn thật sự. Trời ơi. Để con đi lấy hai đứa làm này cho cô đâu. Trời ơi, thôi tạm vậy đi mấy đứa ơi. Ta để anh luôn dưới kính trong tim là đổ nước vô tô xi. Rồi ok. Trời mát liền. Mát rưỡi rồi rưỡi luôn. Cất mấy cái này đi. À. Vậy là mình hoàn thành xong căn phòng này giùm cô Tú Si rồi. Chúng ta bước qua phòng tiếp theo đi mơ đi cô. Sao vậy? Sao vậy? Lên thiên đàng, lên thiên đàng hả? Lên thiên đàng là lên thiên đàng, xuống địa ngục là xuống địa ngục. Ê ơi. Ôi giời, không bắt cô. Đồ cao. Đúng rồi, con sợ đồ cao lắm. Thì cô đừng thấy nó chấm bốc luôn á cô. Con thấy được cái đường để con bắt cô là con chết liền luôn á cô. Cô đâu thấy đâu. Trời Dâm rớt luôn rồi. Con biết là bạn gái con không biết bắt cô mà cô chơi cái này là chết bạn gái con thiệt rồi. Trời Dâm ba mấy này. Cái này sai dữ vậy. Cái nào? À đây 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 đây, thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi, cái này giống như người mù bắt cua cô. Thì bởi vậy cô đây bị thôi vừa bắt cua vừa mồi nè các bạn ơi. Cô té rồi con. Ta đâu rồi ta? Còn cái nào không ta? À đây đây đây, thấy được rồi. Ôi! Trời ơi, vừa bắt cua vừa mồi vậy hả trời? Trời ơi, bắt cua có lên con ơi. Thôi. Trời ơi, cứu tôi. Chẳng mong mà sao mà thấy đường. Tôi tới luôn rồi Jimmy ơi. Hãy từ dài chờ tôi vừa bắt cô mà tôi vừa mò đó. Sợ quá hả? Không giống như ghê vậy con. Cố lên. Không thấy được. Bên kia kìa, bên kia, bên trái á. Đứng xét xét lên, đứng xét xét. Để xếp đứng xét xét lên để biết. Cố lên nào, cố lên nào. Vượt lên chính mình. Hay cô lên bạn nha. Tới luôn, trước mặt luôn, trước mặt luôn. Nè nè, lên tôi, lên tôi, lên tôi. Ghê ghê ghê. Sợ lắm rồi. Thôi lẹ đi cô Tú Xê ơi, tụi con đi trước đây, bye bye. Ui dồi. Tiếp theo căn phòng gì ghê vậy? Căn phòng gì mà đứt đai mà nó kiểu không có được màu mỡ cái gì à? Đúng rồi, căn phòng này gì mà đáng sợ dữ trời. Gì bên trong không? Mê nhìn được. Trời lại nữa. Đúng là mấy trời người già người ta sợ người ta chết ghê hen. Ủa này hình như cô sợ bạn cô chết mà. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Cô sợ mấy người bạn già của cô chết đi lắm. Rồi cô lại cô đơn một mình chết. Nè nào là Foggy nào. Hiểu rồi nè. Bi ghét thì ghét nhưng mà vẫn thương sợ thế giới này còn mình bả già thôi gì nha. Nói gì đâu cô. Trời ơi. Hôm bữa con vô tim của chú Foggy nè. Con cũng thấy y chang vậy luôn. Vậy chang nè. Khác gì đâu. Tức vậy. Làm sử nó coi. Đụng hàng nhau không được. Cái gì đâu. Y chang nhau là đúng rồi. Không có đáng được. Không có đáng được. Cánh cửa sau này là cánh cửa gì nữa không? Tôi đoán được rồi đó. Tôi chết nè, tôi chắc với bà luôn. Phải chết, tôi này chăm coi nè. Tôi chắc với bà luôn. Cô. Tôi chắc luôn, tôi chắc luôn nè. Rồi vậy. Ê, thôi đừng đi nữa, về đi. Không có vậy, cô ơi đi, mình phải đi cho tới. Trời đất ơi. Ủa? Không phải. Đáng sợ là bà ai? Không, không sợ bà chết. Cái gì vậy? Tao đánh mày giờ thách á. Ủa gì vợ? Chết mày nè. Mẹ mua cho tôi mà sao mày dám lấy đồ ăn của tao? Là sao cô? Phòng gì, phòng gì nói sợ ngộ vậy? Này cô sợ là con cái cô xích mít rồi cãi lộn với nhau hoài mệt lắm. Chị em trong gia đình lục đục đúng không cô? Ủa trời đó, hai người đó có từng cãi nhau hả cô? Trời ơi, tụi nó cãi nhau hơn chó với mèo đó con ơi. Trời thôi cô ơi, anh em ai mà chả cãi nhau một hồi nhưng mà luôn giúp đỡ lẫn nhau á cô ơi. Không biết hai đứa này có giúp đỡ nhau không chứ thấy cãi nhau bữa giờ. Trời ơi, đúng là
ba mẹ của mấy bạn không thích mấy bạn cãi nhau với anh chị em đâu, nên vì thế các bạn đừng có cãi nhau nữa các bạn à. Đúng rồi, cãi nhau xong rồi nhớ làm quà là được. À, cũng phải ít nhất là vậy chứ đừng có giận hờn nhau luôn, đúng không con? Giận hờn nhau rồi hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Trời ơi, cái điều mong chờ vậy mà không có được. Ê da. Không chờ gì? Ghét đây. Cái gì ghét. Vô coi thử coi cô ghét cái gì nào. Wahoo. Dạ. Ui. Mày đâu rồi? Trời ơi, tôi đang làm Michael Jackson, tôi đi lùi. Ok, vô. Trời ơi. Bánh rồi. Bao. Đúng rồi. Ủa, bánh bao ngon mà luôn. Ờ, không hiểu bánh bao ngon mà con làm gì vậy? Trời ơi, con thích cái này nhất trong cái bánh bao rồi. Trời ơi, bánh bao gì mà nhiều trứng quá vậy? Trời ơi, mà em quá. Ghét bánh bao không có sự tích của nó. Ai đánh đâu tự nhiên đi ghét chi. Là hồi nhỏ con mua cái bánh bao thì tự nhiên nha, đang ăn giữa chừng cái bánh bao nó làm mất ngang, cái xong rồi bị vô nhập viện luôn. Đó ghét là do cô ăn hàng hồ quá đó chứ. Vậy người ta ăn mà ăn bánh từ tốt thôi để người ta còn thưởng thức hương vị. Cô có biết ăn bánh bao không? Là cô phải xé từ từ để cô cạp 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 cạp. Đúng rồi. Cô nhét một cái vô. Trời ơi, cô nhìn đi. Cô nhìn cái quả bánh bao này đi, biết bao nhiêu là trứng. Trời ơi. Trời ơi, con chỉ thích là cái trứng màu đỏ đỏ này thôi nè. Mỗi lần ăn bánh bao là con phải chừa trứng tới tận cuối cùng. Trời ơi, cái bánh bao này mà nhìn lít dữ vậy trời. Quá trời trứng. Trời ơi, mỗi lần con chừa tới cuối cùng thì con sẽ ăn nó một cách trời ơi tuyệt lần ngon. Còn cái gì zombie rất là thích ăn bánh bao đó cô à. Mà nghĩ sao cô vô cái phòng mà cô ghét vậy là cô thấy không hợp lý. Con ăn bánh bao con sẽ ghét bánh bao của con. Trời ơi, ghét. Thôi đi thôi zombie. Không hiểu. Đi rồi. Con ngon gì mà ghét cái gì. Trời ơi, ghét Sicola giống vậy. Em à, giống con rồi. Thấy Sicola. Sicola. Đúng rồi. Có gì mi thích ăn nè. Con là ăn con không thích ăn Sicola. Con ăn Sicola vậy cô, ngon mà. Đây đây, để tôi giải thích giùm cho này. Tôi biết nè, Sicola là nó hơi đắng đắng. Cái vị của nó tôi đắng tưởng không nói. Có những người mà không thích đắng á thì không có ăn được. Với lại ăn Sicola là mập lắm. Nên vì thế bà rất mập. Đúng vậy đó con. Ủa, đúng rồi. Ủa, dạ cô ơi, cứu con giải thích đúng rồi. Giùm ơi hả, nhóc giải thích trời giùm cô mà. Đó là ý của cô. Ăn thế mà, Sicola có gì đâu ngon đúng không cô? Không mà đưa anh Danny vô đây là anh đi xử cô luôn á. Ăn ngấy. Tao sợ gì thằng Danny, Danny sợ tao đúng hơn á. Tiếp theo là gì đây? Ghét già đi. Thôi vậy. Trời ơi, tao ghét mày già đi. Trời ơi, chơi già lắm. Cô có nếp nhăn lấy mặt luôn kìa các bạn à. Đúng rồi, cô đừng buồn cô. Có nếp nhăn thì mình lấy bàn ủi mình ủi ra lại, cho thẳng lại. Trời ơi, nói gì vậy giúp ý. Con trẻ không có cần, con không cần ủi đâu cô. Trời ơi là trời, nhưng mà nói chứ cô ghét việc chơi là già lắm. Chơi già có chịu gần chết rồi. Ai thích đâu. Ok bà già. Con giỡn xíu thôi, ai mà nở nồng nào kê cô là già được đúng không cô? Đúng rồi. Ta đã khoan à. Khoan cô ơi, khoan cô ơi, bây giờ sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện nha. Nè cô thấy coi cái bà này là bà bị nói vậy là đúng đúng không cô? Ở làng của con có một cái bà tóc tím. Cái bà đó tối ngày á, bà già mà bà còn điệu. Trời bà còn tối ngày đi kiếm trai kẻ để đi chơi hoài à cô ơi. Ừ, vậy á người ta gọi bà là bà già. Bà già lái máy bay là hợp lý đúng không cô? Lấy ơi, bà nó một tiếp liền. Đi chơi cô, đã vậy còn đi chơi chơi trẻ nữa. Không hiểu. Tôi đang kể chị Nam Huy, tôi đang kể chị Nam Huy với bà. Tôi đang kể chị Nam Huy với bà. Yêu chị nhau. Ok ok, nhìn cô giống như kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác quá cô ơi. Ừ, đất đùng cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Một bà già lại thích bà già này khác. Ủa sao ghét kêu lo vậy? Bạn bè mà. Ê, có cuốn sổ rồi, để coi coi. Này có cuốn sổ đúng không? Biết ngay mà. Để đọc coi. Ghét cha nội kêu lo quá đi. Hồi đó tôi đẹp nên ổng hay đi theo tôi mua cho tôi đồ ăn, mà ổng cho toàn bánh khoai tây không à. Mà tôi thấy ổng nghèo với xấu quá nên tôi đâu có thích. Ổng còn vô duyên nữa, thấy chơi trò mất dạy là hôm trời mưa tôi nhờ ổng chở. Ôi trời ơi, chuyện tình lãng mạn quá. Anh chờ em trên chiếc xe đạp trời mưa. Đọc tiếp đi biết con ơi. Mưa ướt ướt em ướt như con chuột luôn. Chở về mà vài thích đâu vài phút vài phút sau tôi thấy ổng đang chở con nhỏ khác chạy như ma đuổi nha. Gì mà ổng cán qua đống bùn trước mà còn làm tôi ướt không khác gì con chuột lột. Ôi giời ơi, bởi vậy mới ghét ổng từ cái ngày hôm trời đó. Trời ơi, vậy là người ta còn vậy là người ta cờ rớt cô tâm cô cờ rớt lại người ta cờ rớt người khác cái cô. Ờ, đúng rồi vậy. Cô ơi, cô tránh lên kia cô ơi. Trời ơi, không phải vấn đề mà tâm lam mãi là cô. Ừ, giờ xong rồi, xong giờ trời mưa thì không đứng chỗ nào trong nhà đi đi ra đường chứ giờ người ta đúng chạy rồi. Xe qua người ta cán sình vô. Giờ cô la tôi hiểu rồi biết gì không, cô định làm em gái mưa.
em gái mưa. Em gái mưa. Thôi đi 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 thôi. Ôi hết luôn rồi. Ai gần như đó mà. Không được cô. Tụi con đã nói rồi, tụi con là những nhà chuyên gia khám phá trái tim. Tụi con biết được. Con sẽ biết cô có một cánh cửa bí mật. Một cánh cửa bí mật trái tim đầy bí ẩn mà cô giấu ở đâu con không biết. Cái đồ lẹ vậy. Trời ơi, cô làm cái cánh cổng này đâu mà dễ biết chứ. Đúng rồi, chuyện đi qua cái thấy luôn. Dễ cho mày đứng đi vô. Vô rồi cô ơi. Ai về đi đừng vô mấy đứa ơi. Không thể ngăn cản hai đứa trong một băng đảng. Không thể ngăn cản một cái băng đảng. Ôi. Wow. Chị vậy cô? Trời ơi. Trời ơi, cô định làm cầu thủ hả cô? Đúng rồi, cô là có niềm đam mê trở thành cầu thủ bóng đá. Nhưng mà tuổi già không cho phép. Ủa cô, vô hỏi đây là chị Na Huy hay là cô Tiếp Bi vậy cô? Na Huy hả con? Na Huy mà, màu xanh lá cây mà, bà nội. Na Huy đó con. Ê, Giúp Bi, thấy cái áo này quen không? Ủa, sao quen dữ vậy ta? Biết không? Cô biết cái áo đó là đội gì không? Không. Ok, ok. Cô rất hâm mộ và muốn làm cầu thủ đá banh. Cô muốn làm trời này giờ thủ tôi, con hỏi cô rồi cô biết đội gì đội gì không? Đội Việt Nam á. À đúng rồi câu. Ok. Đó đó cô đội này đội gì? Ai bỏ đi cô cũng biết rồi con. Con cũng vậy cô. Trời ơi gì mà mày. Đó cô đội này đội gì màu đỏ nè, đó cô đang mặc bộ đồ luôn đó. Đó ha. Khó chưa ta? Đội này tên là Liverpool. Liverpool. Không biết tôi đọc đúng không nhưng mà thôi đó. Đó giờ là tôi đọc là Liverpool gì đó. Liverpool hả? Đúng rồi, Liverpool. Thì ước mơ nhỏ nhoi của cô thôi. Sau này chắc rủ nguyên đám mất ghi đi đá banh luôn á. Đá từ đầu tôi mất rồi. Trời ơi. Ừ đúng rồi, nhắc gì đá banh mới nhớ. Tên Hi Ha và Jimmy của con mới có một cái clip tụi con đi đá banh đó cô. Cô vô cô coi, cô đăng ký, cô like đi. Đâu, được, để tao vô tao coi thử cái trình đá banh của Hi Ha vô Việt Nam. Vô vô rồi. Vậy, bắt đầu. Cái banh đâu ra vậy? Dạ vậy. Với lại các bạn ơi, các bạn nào chưa có đăng ký kênh vlog của mình thì nhớ qua kênh Hi Ha và Jimmy để đăng ký vlog cũng như là coi vlog của mình nha. Còn bây giờ thì Jimmy ơi. Nè, quẹo. Yeah, vô lỗ rồi. Trời ơi, đá banh mà vô lỗ lấy xong rồi bạn bây giờ đá banh đúng không? Thôi được rồi, bây giờ thì hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye, các bạn muốn mình chui vô team của ai nữa hãy comment bên dưới nha. Bye, 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 bye,